Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tập truyện vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tin tiết đầu tiên của bộ truyện Ngọn Lửa Dục Vọng được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và những nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh độc truyền Chì Dầu nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Đào tạo nó trở thành một ông kẹ là điều bắt buộc mà anh phải làm. Anh từ bé cũng vậy Vậy nên anh không rút kinh nghiệm Mà huấn luyện cho con trai mình thành ra như bây giờ Anh vui lắm phải không Anh không còn sự lựa chọn nào khác Vì hội, vì cơ ngơi này Và chưa bao giờ vì em cả Thảo trở về nhà Chân mỏi ra Cô cảm thấy lo lắng vì sự mất tích của thầy Mà không biết làm thế nào cả Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ Tại căn phòng chung cư tập thể Tú trở về, anh cởi bỏ lớp áo rồi đi vào phòng tắm. Máu chảy xuống đỏ cả nền gạch. Anh ta đưa tay chống lên gương rồi nhìn vết rách ở lưng qua gương. Anh ta cười như kẻ điên, cười đến mức giống như mấy kẻ bệnh hoạn, ánh mắt rất đáng sợ. Hôm sau Thảo dậy đi học thì anh trai nằm ngủ dưới nhà. Cô thấy ngủ say nên chẳng gọi, chỉ lặng lặng chuẩn bị đồ ăn rồi rời đi. Ra đến cổng gặp Tuấn, anh ta cầm bó hoa rất to đưa tới trước mặt Thảo chào em người yêu của anh bây giờ tôi phải đến trường ấy vậy tối nay đi ăn nhé tối nay tôi phải đi làm thêm bạn gái của anh việc gì mà phải đi làm thêm anh lo được cho em tôi thích tiêu tiền của mình làm ra này em đang định nuốt lời đấy sao không nuốt nếu muốn hẹn họ thì để mai đi bây giờ tôi đi đã bye thảo chạy lên xe buýt cô lên xe thở vào nhẹ nhõm vì đã né được tuấn thế nhưng cô biết sẽ mãi mãi không thể tránh né được nỗi lo lắng lại xuất hiện tới lớp cô ngạc nhiên khi thấy thầy tú bước vào với dáng vẻ bình thường thảo dụi mắt mấy lần thảo đứng lên cho thầy dạ nhắc lại đoạn thầy vừa nói em không tập trung trong giờ học phạt em cuối giờ ở lại lao động dạ vâng thảo lầm bầm cô ở lại lớp dọn dẹp Tú đang chuẩn bị cầm sách đi thì cô nói Thầy còn đau không ạ? À? Tú quay lại nhìn Tôi không hiểu ý em nói Hôm qua thầy bị thương Em nhầm lẫn gì đó rồi thì phải Tôi đang rất tốt Hôm qua thầy bị thương rất nặng Vết thương hình chữ ít Ở ngay phía sau lưng Tú lừ lừ khiến cho Thảo chợt yên lặng Tôi ổn Và tôi không muốn nghe thấy chuyện này lần nào nữa Nếu như em có ý định thích tôi Hay tiếp cận tôi thì hãy dành thời gian đó để học tập đi. Thảo tức không nói nên lời, còn Tú thì quay đi. Anh ta chưa bao giờ đề cập về chuyện nam nữ với ai, nhưng mà cố tình nói như vậy với Thảo là muốn cô đừng suy nghĩ chuyện hôm qua. Để giữ khoảng cách với anh ta. Thảo thấy có bạn chạy vào và phải Tú, anh ta nhăn mặt. Cô cảm thấy rằng, đúng là thầy ấy bị thương, tại sao lại phải cố tình coi như không hề có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là tại sao? Đạp xe ra khỏi cổng trường Thảo tốn lấy xe thầy Tú Thầy à, thầy cho em đi nhờ với Hôm nay xe em bị hỏng Nãy tôi đã nói như vậy Em cố tình không hiểu hay là Em thích thầy, cứ cho là vậy đi Câu nói dưới tán cây mùa đông Và chiếc lá rơi rụng Cùng với nụ cười đầy rạng rỡ Trong sáng của Thảo Khiến cho Tú bất giác Một vài giây tĩnh lặng Thầy rất bận, không có thời gian để treo với em Em nói thật mà có treo đâu Dũng bên kia vẫy tay Thảo ơi Đi không tớ cho đi nhờ nè À có chờ tớ xíu Thôi em không làm phiền thầy nữa Thảo quay đi cô rất thông minh Cố tình tới gần tú Cô cảm thấy mùi thuốc và mùi máu Cô khẳng định chuyện hôm qua là có xảy ra Thế rồi thầy Tú đạp xe đi ngay sau Thảo Anh ta thấy cô và Dũng nói chuyện rất rôm rã Thảo quay sang nháy mắt với thầy tú rồi treo. Thầy ơi, I love you. Cô vòng tay lên đầu tạo tình hình trái tim cố tình treo lại thầy. Anh ta sẽ ngang đường khác vào lối khác. Thảo cười nhẹ, Dũng thì trầm tư. Thảo thích thầy sao? Không phải thầy điên, tớ treo thôi. Thầy trẻ lại đẹp trai nữa, nên nhiều bạn nữ thích là chuyện bình thường. Không, tớ treo thầy ấy nói thật đó. Lỡ thầy ấy hiểu lầm thì sao Cậu nghĩ thầy ấy là người dễ hiểu lầm đến vậy chắc Chỉ là thầy ấy phủ nhận một chuyện Là không bao giờ vì lý do gì Mà có lẽ người ta có lý do riêng Mình không nên tìm hiểu sâu nữa Cậu nói gì mình không hiểu Thôi kể cho tớ về chỗ làm mới đi Phục vụ nhà hàng năm sao hẳn hoi nhé Lương ổn định lại tiếp khách xịn Hay được bo nữa Ờ được đấy ở bên này phiền ông anh trai quá Đến lúc phải đi làm Tối hôm đó Tuấn trong bữa cơm bị cha nói Ta muốn con Kết hôn với con gái của chủ tịch ngân hàng ca Đồng thời Là chủ tịch của tập đoàn ca luôn Con nghĩ sao Con muốn chơi chứ muốn kết hôn Ai lấy con người đó khổ Đây là hôn lễ để tạo quan hệ Chứ không phải chuyện cá nhân con Kết hôn rồi vẫn ăn chơi được bình thường khi nào anh con cưới thì con cưới câu nói khiến cho cha mẹ đứng hình mẹ tuấn nhắc khéo anh còn khác bây giờ anh con chỉ nghĩ đến chuyện công việc còn con cần phải củng cố thêm thế lực để giúp anh con vững mạnh nữa vẫn là củng cố để giúp anh con còn chẳng ai nghĩ đến cảm xúc của con cả vậy con có người yêu chưa theo mẹ được biết là chưa tối mai con dắt về cô ấy lâu rồi chẳng qua giữ kín thôi. vậy thì con đưa về mẹ sẽ tin. vâng. tuấn chưa bao giờ dắt cô gái nào về, nên khi nói như vậy, cha mẹ anh rất ngạc nhiên. tối hôm đó thảo đi làm ở nhà hàng, cô vô tình gặp thầy tú đi ăn cùng với cô giáo mỹ thuật. cô mỉm cười vì thấy hai người rất đẹp đôi. cô mang đồ ăn lên rồi đon đã. dễ dạ, mời thầy cô, chúc thầy cô ngon miệng. cô giáo nhận ra thảo. ô cô bé thảo học lớp mình nè tố thì tay với lấy ly rượu nhấp lên môi và không nói câu nào thảo biết ý nên rời đi cô không biết rằng cô nói chuyện vui vẻ với nhân viên đã được quản lý nhà hàng để ý hắn ta chuyện gạ gẫm nhân viên mới thảo vừa vào toilet sửa tay thì hắn từ phía sau áp sát thảo nhỉ anh với em nói chuyện có được không dạ vâng nhưng mà sếp ơi đây là toilet nữ mà Ừ, vì em hớp hồn cho nên anh quên cả đây là đâu luôn đấy. À, dạ. Thảo vẫn cứ vô tư đi vội ra ngoài. Hắn đi theo sau, băng qua khu cây cọ đằng sau. Thì tên quản lý chỉ cứ đi theo sau. Bóng của hắn khiến cho Thảo cảm thấy sợ quá. Em muốn làm việc ở đây lâu dài không? Lương ở đây ổn định mà. Dạ vâng, lương ổn. Nói xong thì gã kia ôm chầm lấy Thảo làm cho cô giật mình nghe anh thì em lương tăng cao đi làm nhàn tên anh bắt bọn nó làm hết còn em chỉ ngồi chơi thôi trời ơi anh bỏ tay ra đi ạ à? anh muốn quan hệ với em một chút thôi anh đứng cạnh em mà dựng hết cả lên rồi đây hắn dí cổ quý vào người thảo làm cô sợ quá cắn vào tay hắn hắn giật ngực tóc cô lại rồi bóp cổ cứu cứu đằng trời ở đây không có camera Em đâu thể kiện anh Thằng khốn bỏ tao ra Hắn tát bốt vào mặt Thảo Cô chảy máu ở miệng Rồi xé toạt áo cô Hôn lên cổ Thảo Thơm quá Đúng là mùi cô gái mới lớn Hắn đè ngửa Thảo ra hồn hít Vén váy cô lên Thảo dãy dụa Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, mẹ ơi! Tủ đang đứng hút thuốc ở cửa nhà vệ sinh. Anh ta nghe màng máng có người kêu cứu tiếng nước xả khiến cho anh ta còn không nghe thấy nữa. hai gã nhân viên đứng ở gốc cũng hút thuốc rồi nói chuyện. anh ấy bảo cứ đứng ở đây, bao giờ anh ấy ra thì mình vào chén. đứng cạnh mà hồi hộp quá. còn đó xin thật, nhân viên mới có con nào qua được tên tôm chứ? nói tên gì nhỉ? tên thảo, sinh viên trường ca đấy. nghe tới đây, tú ánh nhìn về phía chúng, tiếng kêu cứu nghe rõ hơn bên cạnh là khay đĩa đang được chuẩn bị đẩy đi rửa anh ta cầm chiếc dĩa rồi mài vào cạnh tường chiếc dĩa được mài tóe lửa tú tiến gần tới tiếng kêu cứu tiếng khóc lớn vang lên tiếng kêu cứu ngày một rõ hơn tú cầm chiếc dĩa bước tới hai nhân viên thấy anh ta liền sợ hãi bên này là lối đi dành cho nhân viên ạ à. tú không nói câu nào chỉ lắng lặng đi vào thì một tên chặn lại xin quay lại đi ạ à. Tú cầm chiếc dĩa Rất nhanh cứ xoẹt qua cổ hắn Máu ứa ra liên tục Hắn ôm cổ gục xuống ngay dưới chân anh ta Tên còn lại sợ quá Bỏ chạy vào trong Gọi gã Tôm Rếp có kẻ giết người Tôm đang nằm đè lên người Thảo Cái gì Anh bảo khi nào anh gọi mới được vào cơ mà Anh ra xem đi Ở ngoài đấy đấy Gã ấy cứa cổ Cứa cổ thằng lết rồi Nói xong Ken cầm thanh kiếm nhật chém liên tiếp vào gã đang nói hắn gục xuống tên tôm sợ tái mặt vừa đứng dậy kèn chém bay cổ của tôm máu bắn vào người thảo cô sợ quá ngồi dậy ruồn ruồn bần bật cúi đầu sợ hãi mất vẻ kiểm soát lúc này một cô gái cao ráo chân dài mặc một chiếc váy đen đi tới cô choàng áo vào người thảo lúc này thảo vẫn còn run sợ bần bật cô ôm đầu lầm bầm mẹ ơi cứu con với Cô gái liền an ủi Không sao đâu, mọi chuyện ổn thôi, ổn thôi Thảo ngẩng lên thấy cô gái tay tóc vàng, ánh mắt xanh Cô sợ quá mà ôm chầm lấy Làm ơn cứu tôi với, cứu tôi Bên ngoài nhà hàng Tú vẫn ngồi nói chuyện với cô giáo Anh có vẻ như đang có chuyện gì đó lo lắng Có chút. Anh vẫn vậy Luôn kiệm lời với đối phương Em sẽ kết hôn với Thomas Chúc mừng em Em thấy anh cũng nên tìm một nửa của mình đi Đến tuổi rồi mà Anh sẽ suy nghĩ Tú cười khẽ Cô giáo mỹ thuật ánh mắt nhìn rõ là yêu tú đơn phương Ánh mắt ấy đầy vẻ tiếc nuối khi nhìn vào anh Trên điện thoại của anh ta hiện lên ảnh Thảo đang ở trong xe Đôi mắt sưng hấp và bàn tay run rẩy Anh ta nghiến rằng đến nỗi gần xanh đuổi lên mặt Ánh mắt sắc bén qua cặp kính cận Thảo được đưa về nhà Cô cúi đầu cảm ơn cô gái tóc vàng Cảm ơn chị đã cứu tôi ở đó Không có gì Cô về nghỉ ngơi đi Thảo quay đi nhưng vẫn run lên Vì ám ảnh gã tôm bị chém bay đầu Ngay trước mặt cô Cô nhìn thấy hết Nhưng mà vì sợ hãi quá Cô chỉ biết im lặng Trở về chỉ mong được bình an Cô cảm thấy nơi này quá đáng sợ Tại quán rượu Tú ngồi trầm ngâm một mình trong góc tối Anh ta nghe Helen báo cáo Thưa ngài Tôi đã đưa cô gái đó về nhà an toàn Tốt Cô gái đó là Ken giật tay Helen Ngày mai Ngài có chuyến bay đến Hy Lạp Vào rạng sáng đó Lùi lịch lại tuần sau Dạ vâng Tú ngồi cầm tấm thẻ sinh viên của Thảo Rơi ở sân lúc đó Anh ta dờ lên nhìn vào ánh thẻ của Thảo rồi tu hết ly rượu. Thảo trở về nhà, cô đi tắm kỳ cọ, đến xước da, cảm thấy quá ghê tẩm. Kèm theo nỗi ám ảnh về vụ giết người. Cả đêm cô ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm sau thì anh trai Thảo về, trong tình trạng say mềm, người đầy mùi thuốc. Nè, tiền đây, cầm cất đi cho anh. Anh à, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà. Có chuyện gì vậy, Thảo bật khóc Kể lại chuyện tối qua Hiếu cũng ngồi khóc Anh không biết chuyện đó Anh xin lỗi đã không thể ở đó để bảo vệ em Quên đi, em không sao là tốt rồi Quên chuyện đó đi Anh nuôi được em ăn học, không phải lo Gái anh lo được Không lẽ em gái mình anh lại không lo nổi Đừng đi làm nữa, tập trung học thôi Tại trường học Tú bước vào lớp Thấy chỗ của Thảo bỏ trống Anh ta lạnh nhạt, quầy đi viết lên bảng Thì sao mai Cô lớp trưởng nói nhỏ Thưa thầy Tối mai có lễ hội ở trường thầy có tham gia không? Thầy không tham gia Tập trung học đi Không được hỏi những vấn đề ngoài lệ trong giờ học Dạ vâng Tuấn gọi cho Thảo mãi không được Anh ta đến tận nhà cũng không có ai cả Tuấn tức quá Phát điền lên Khi tối nay phải đưa bạn gái về ra mắt Mà không gặp được Thảo Anh ta ném bụp chiếc điện thoại lên trường Chết tiệt cô ta dám lật lòng. Tại ngôi chùa nhỏ, Thảo đi tới ngồi nghe giảng, rồi cô cảm thấy dạo gần đây xung quanh cô có quá nhiều điều kinh khủng xảy ra. Cô cúi đầu trước mặt Phật tổ và khóc thầm một mình. Tú cầm tập bài của Thảo, anh ta nhìn rồi thở dài. Thì Dũng đi ra xin. Dạ em cầm bài của Thảo cho ạ. Tú đưa cho Dũng rồi bất ngờ, ruột tập bài lại. Thưa thầy, thầy nghe nói công việc của thảo là do em giới thiệu đúng chứ dạ vâng sao thầy biết nơi thảo làm việc đêm qua có một cuộc tàn sát rất đẫm máu em đã tìm hiểu kỹ về nơi đó chưa mà lại giới thiệu một bạn nữ mới chân ướt chân ráo sang đây chỗ đó đi qua thấy biển tuyển nhân viên nên em đã ghé vào và hỏi em thấy rất phù hợp với thảo cho nên em hiểu thế nào là phù hợp dũng lúc này ấp úng vậy thảo có sao không ạ à? sao em không tự mình đi hỏi trực tiếp tú đặt tập bài vào tay dũng dũng cầm chạy đi một mạch tìm thảo thảo sau khi xuống chùa cô bật máy thấy tuấn gọi rất nhiều cô gọi lại vâng em đang ở đâu thế em lật kèo phải không bình tĩnh đi em có chút việc nên bây giờ mới mở máy bố mẹ anh cần đưa một cô gái về xem mắt anh đi sao hẹn hò còn chưa xem mắt được sao xem cho có thôi không bắt anh phải lấy người khác được rồi em đang ở trên đường anh qua đi em nói là làm chứ chưa bao giờ lật kèo của ai cả ok anh sẽ qua tối hôm đó tại lâu đài có bữa tiệc nhỏ ông kẻ bước vào trong chiếc áo dài măng tô màu đỏ mận bên trong vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng phong cách của anh ta rất tối giản cha anh ta nói con đã về rồi đấy sao dạ vâng hôm nay tuấn nó đưa bạn gái về không làm phiền con chứ à không sao con rất vui thưa cha cái thằng ranh cha bắt nó lấy vợ thì nó bảo nó có bạn gái rồi thế nên nay cha mời mấy người thân thiết trong hồi tới cho vui con ạ à, giờ nơi đây thuộc quyền quản lý của con nên có gì cũng phải bảo qua con một câu cha đừng nói như vậy cha mẹ làm bất cứ điều gì cũng được cả con không bận lòng đâu ạ à. ông kẻ rất lễ phép với cha của anh vừa là cha và cũng là một người thầy dạy dỗ anh ta từ nhỏ bản giao hưởng du giường cất lên tuấn vào trước nói cha con đưa bạn gái về rồi mẹ ơi bạn gái con đây thảo bước vào trong chiếc váy trắng tinh khôi mặc bên ngoài chiếc áo lồng thú đắt tiền cô cười sạng rỡ ai nấy đều chú ý với vẻ mặt đầy hiền diệu phúc hậu của cô. Giây phút cô bước vào cũng là lúc ông kẹ nhìn thảo qua mảnh lưới che dưới mắt. Anh ta ánh mắt nhìn cô đầy vẻ u buồn và vội vàng quay đi. Tuấn nắm lấy tay thảo. Mẹ, đây là thảo là bạn gái của con. Con chào bác, con chào bác trai. Thảo rất đòn đã và lệ phép, tươi tắn, nên được cha mẹ Tuấn rất ưng ý. Chào con gái mời con trở lại dùng bữa dạ vâng con nghe nhạc một chút để ta chuẩn bị lại để con giúp bác ạ à. ai lại để khách làm chứ con cứ để đó cho bác tuấn nắm lấy tay thảo ra khỏi cửa ra sần sầu cả một vườn hoa tố cầu đủ các sắc màu mê mẩn nhà anh đẹp quá sao thấy yêu anh không hối hận rồi chứ em không ham đâu em giúp anh lần này thôi đấy được rồi, nói là lộ hết bây giờ Tiếng gió huồn hút Thảo nhìn thấy người đàn ông đều chiếc mặt nạ Đang đứng ngay khu vườn hoa Kia là... À là anh trai của anh Đừng có hỏi tại sao lại đeo mặt nạ nhé Anh ấy có mấy vết sẹo nên ngại đấy Nhưng mà anh nói anh trai của anh là thầy giáo của em Anh em song sinh Là đùa đấy Chỉ là có người giống anh Nên là anh biết rõ người đó thôi Còn đây là anh trai anh Anh ơi là bạn gái em đây Thảo đưa tay ra. Dạ em chào anh, em là... Ông kẻ đi vụt qua, khiến cho Thảo cảm thấy rất ngại. Tuấn liền xua tay. Anh trai của anh hơi kiểu bị tự kỷ đấy, em đừng có để ý. À vâng, nhưng mà thầy giáo của em giống anh lắm đấy, thề luôn. Vẫn có cái khác. Khác là thầy của em không nhộn xanh nhộn đỏ như anh. Thảo được cha Tuấn mời rượu, cô không từ chối. Dạ vâng, con xin bác rượu này là cực phẩm con thử xem tuấn xua tay người yêu con không uống rượu được đâu uống được em uống được mẹ tuấn bật cười trước lời nói của thảo đến khi tan cuộc thảo say mềm còn tuấn thì gục tại chỗ cha tuấn cười đúng là uống được dạ vâng ở quê nhà con nấu rượu ra là vậy sao thật thà lắm nhà ta chỉ cần như vậy hôm nay con nghĩ lại chứ dạ thôi con xin phép anh tuấn cũng đã say hai đứa yêu nhau rồi có sao đâu về muộn thế này gió trở lạnh dạ con gọi anh trai tới đón ở qua đêm anh con mắng mất con xin phép cũng đã muộn rồi vậy để ta cho người đưa về nhé dạ thôi anh con tới rồi không sao đâu ạ à? vậy con đi cẩn thận trong tòa lâu đài rộng lớn phải đi xe điện mới ra đến ngoài cổng thảo nói dối là anh trai đến đón nhưng mà cô tự đi bộ ra xe buýt. Sách đôi cao gót đắt tiền trên tay, cô ngồi tựa bên bến xe mà không hiểu, khu này gần lâu đài nên xe buýt đã không được hoạt động tại đây đã lâu. Ông kẹ ngồi trên xe trở về, đi qua thấy Thảo đang ngồi ngủ gật, tuyết rơi xuống khắp nơi. Ông ta cho dừng xe, bước xuống xe, ông nhẹ ngồi xuống trước mặt Thảo, nhìn vết thương xước trên cổ cô do gã tôm để lại và những vết ở tay do cô tự cào rách. Ken và Helen cũng đã xuống xe đứng nhìn ông kẹ. Anh ta đưa bàn tay chạm vào má Thảo, Thảo say mềm, ngã đổ về phía người ông kẹ. Má cô tựa lên vai ông ta. Sau này nếu có thương em, hãy thương cho trọn vẹn, chưa đừng xuất hiện rồi làm em tổn thương. Lời nói trong cơn say của Thảo thực ra là kịch bản của đàn diễn để chuẩn bị cho lễ hội của trường. Thế nhưng lời nói đó trong cơn mưa tuyết lại vô tình nói trước mặt một người đàn ông đầy máu lạnh như ông kệ như một lời tỏ tình giữa mùa đông ông ta dựng cô dậy rồi để cho helen đưa cô về ánh mắt ông ta vẫn như kẻ vô hồn lạnh nhạt hôm sau thảo bật dậy cô vội vàng đi học rồi hỏi anh trai hôm qua em về thế nào vậy anh nhỉ tự về chứ sao may quá em không nhớ gì luôn em đi học đã nay có tiết kiểm tra thảo vội vàng đi đến trường Hiếu giấu chuyện đêm qua có hai người áo đen đưa Thảo về và quên, bảo Hiếu giữ kín chuyện. Anh ta đang lo lắng về mối quan hệ phức tạp bên ngoài của em gái. Vừa đến cổng trường, đúng lúc Tú đi xe đạp tới, trên vai anh ta đều chiếc ba lô. Thảo lại tự rõ, thái độ trêu thầy. Không gặp thầy có hai hôm mà em nhớ thầy quá. Đã chép đủ bài chưa? Thầy yên tâm đi, em luôn là học sinh gương mẫu đầy tự hào của thầy. Tú dắt xe đi Thảo lẻo đẻo đi bên cạnh Thầy à Cô mỹ thuật xinh lắm Khi nào thầy và cô ấy cưới Nhớ báo lớp một câu nhé Tú dừng lại nhìn khiến Thảo ngại Cô ấy sắp kết hôn Đừng có nói linh tinh Wow hôm nay thầy nói chuyện Dài ghê cơ Ok thầy Thầy nói như vậy thì em biết rồi Em không phải là đứa buôn chuyện đâu Còn không mau vào lớp Sắp kiểm tra rồi đấy Em quên mất em đi vào đây tạm biệt thầy thảo vẫy vẫy tay rồi chạy một mạch vào phòng thi tới giờ nghỉ giải lao thảo thấy dũng cứ né tránh nè sao cứ né nhau vậy xin lỗi đã giới thiệu cho thảo việc không ra gì điện ai mà biết được tốt hay không chứ không sao đâu là tốt rồi cảnh sát có hỏi cậu chuyện đêm đó không ờ ờ nhỉ không hỏi gì luôn ừ Tới đến đó nhân viên bảo không biết Thảo là ai Sao lạ vậy Thảo câu có mày khó hiểu Đúng lúc Tú đi qua Thảo lại trêu Thầy ơi trời ban Mỗi chữ duyên thầy đừng nên bỏ lỡ Tú bước đi thẳng Dũng hãy vai Thảo Này thích thầy thật sao Dở hơi trêu tí thôi Nhìn mặt thầy buồn cười phết Tôi thấy mặt ông ấy chả có gì thay đổi Nhìn kia Học sinh treo thầy đầy kia kìa Đấy học sinh nữ treo đầy mà Đi nào Trừ mai nhìn thấy Thảo treo thầy Cô ta tỏ vẻ không thích Liền nói với mấy đứa thân Tí nữa kịch nói làm như thế này cho tớ Thảo vào phòng thay đồ chuẩn bị diễn Chiếc áo của mặc bị ai đó nới lỏng cúc Chỉ cần va chạm thì cúc sẽ đứt hết Cô không để ý mà mặc lên phòng tập Bên dưới là các thầy cô tổng duyệt thầy tú bước vào đứng ở trên nhìn lớp mình đang diễn anh ta rất mừng vì học trò tuy nghịch ngợm nhưng mà vào giờ diễn lại vô cùng nghiêm túc thảo giơ tay lên cúc áo đứt hết để lộ nguyên áo lót bên trong cô xấu hổ quá ngồi sụp xuống thầy tú đi ra dập cầu dao đèn sân khấu bị tắt đi anh ta ngồi xuống sân khấu lấy áo khoác choàng vào thảo rồi bế cô đi ngay trước mặt mọi người dũng tay cầm áo nhưng mà đến chậm hơn một bước Cậu ta lùi lại khi thấy thầy bế Thảo đi Ra đến bên ngoài sân Thảo đột nhiên cười lớn Khiến Tú cao mày Em cười gì thế Ôi dồi thầy ơi Là thầy Đức Cúc Thì như mặc đồ bơi thôi mà Tôi tưởng em ngại chứ Em ngại gì Lúc ấy giật mình chút thôi Tú đặt Thảo xuống dưới sân cỏ Em đang trêu tôi phải không Thầy hơi bị ga lăng nhé Đã bảo là chúng ta chính là nhân duyên dưới tán cây, Tú kéo tay Thảo khiến cô giật mình, mặt anh ta sát lại gần Thảo, cô vội vàng né tránh. Vì sợ hôn, Tú cười khẽ. Đã trêu em, em phải treo cho trọn vẹn chứ. Thảo đỏ ửng mặt. Dù sao thì thầy cũng không nên gần như thế. Đã có bạn trai rồi thì hãy sống nghiêm túc và đàng hoàng, nếu không người ta sẽ gọi em là gái hư hỏng, lẳng lờ đấy. Thảo ngẩng lên nhìn Tú Tú không hề biết rằng thảo và tuấn chỉ là người yêu thỏa thuận trong ba tháng anh ta đã hiểu lầm cả hai đang yêu nhau thầy biết gì về em mà nói thầy xin lỗi em đi không phải em trêu thầy là thầy có thể đánh giá em như vậy thảo đỏ mắt rồi vụt đi tú nắm chặt lấy tay anh ta dường như đang kiềm chế nhưng không đuổi theo helen và ken bảo vệ tú từ xa họ nhìn qua ống nhòm ken nói nếu không phải là bạn gái của cậu tuấn thì có lẽ boss đã túm cô ấy về rồi đấy cô gái ấy số đỏ thật tiếc lại là người yêu của cậu tuấn đúng vậy boss là người rất chuẩn mực cái gì của anh em thì ngày ấy tuyệt đối sẽ không động tới lại còn là em ruột của mình nữa chứ tại quán bar hiếu bán thuốc lắc cho đám người trung quốc vô tình chúng đưa anh vào con điền nghiện hút phải phụ thuộc vào loại thuốc của chúng hiếu vật vã lên cơn và nói cần thuốc xin anh đấy một ly thôi mày đã bán đủ số hàng hôm nay chưa em sẽ cố gắng bán đủ nhưng mà bây giờ em cần thuốc mẹ kiếp chưa xong việc mà dám đòi hỏi bây giờ đang là con nợ của bọn tao hiểu không dạ em hiểu mày có em gái sao mang nó đến đây tao chơi một cái rồi tao cho chơi thuốc free cả tháng hiếu điên lên đấm vào mồm tay vừa nói nhưng mà anh ta nghiện nên đổ gục bọn chúng lao vào đấm đá rồi cầm dao cắt ngón tay của anh ta hiếu ngửa cổ hét lên đừng tôi xin anh đã thế bố mày đến tận nhà chén em mày trước mặt mày luôn còn chó cốc ghẻ tôi cầu xin anh bọn chúng cắt tiếp ngón tay của hiếu thảo gọi cho anh trai mãi không được cô thấy đồ đã nguội liền ngồi thở dài chờ đợi tại lâu đài. Tuấn nói muốn cưới Thảo, xin phép bố mẹ, cả hai đều đồng ý, Duy chỉ có ông kẻ là im lặng. Anh à, Thảo là học trò của anh đúng không? Em cưới Thảo được nhỉ? Cha mẹ cũng thấy ngạc nhiên khi Tú mãi không trả lời câu hỏi của em trai. Mẹ Tú hỏi, sao vậy con? Sao con không trả lời? Bên kia đám người Trung Quốc đang đưa Hiếu về nhà, gã Trung Quốc cười cợt Hiếu em gái mày ngon đấy tao đã xem ảnh rồi cho nó làm vợ bé của tao không thiệt nó đã có bạn trai tôi xin anh tôi cầu xin anh nếu cho xin ok bên kia tú trả lời nếu cảm thấy hợp nhau thì anh ủng hộ thế nhưng người mẹ nhận ra tú có biểu hiện gì đó rất khác không giống như mọi ngày phải chăng là vì cô gái đó chính là học sinh của tú hay là vì vấn đề nào khác hiếu được đưa về nhà trong tình trạng bị mất ba ngón tay thảo thương anh trai mà khóc lớn gã trung quốc nói em gái thuần khiết hơn anh nghĩ anh tôn trọng quyết định của em mai anh chờ em tại khách sạn nhé trả ba ngón tay cho anh tôi mạnh mẽ không chút yếu đuối đáng yêu quá trả ngón tay cho nó đi nối anh chờ em ngày mai nếu như em không đến anh trai của em về bên em vào ngày rằm và mùng một nhé Tôi sẽ đến Hiếu quát lên Em điên sao Em có biết em đang nói gì không hả Gã Trung Quốc nắm vào miệng Hiếu Mày câm miệng Ở đây không có chỗ cho mày nói Anh về nhé em yêu Hắn rời đi Thảo ôm lấy anh trai Nhắm mắt Nước mắt khẽ tuôn rơi Em không sao Chỉ là ngủ với đàn ông thôi Mày điên sao Anh xin lỗi Thảo ơi Anh xin lỗi em hai anh em ôm nhau khóc đêm hôm đó thảo ngồi suy nghĩ về tất cả đàn ông bọn chúng đều gạ gẫm cô chỉ để quan hệ nam nữ đến gã quản lý nhà hàng cũng muốn cưỡng hiếp cô cô rời viện khi anh trai đang ngủ say trong những ngón tay mới nối thảo tới nhà thầy tú cô do dự mãi đi đi lại lại tú ngồi trong nhà nhìn qua camera biết là thảo đang đứng bên ngoài anh ta ngồi cầm ly rượu nhìn xem khi nào thảo bấm chuông thảo ấn chuông anh ta đi ra mở cửa em vào đi thảo ngạc nhiên trước lễ của thầy tú cô vào bên trong mãi không dám nói cốc nước đặt trên bàn em chắc chắn là có chuyện gì đó thì em mới tới đây giờ này chứ em muốn thầy ngủ với em là người đầu tiên phá cái trên này đi làm ơn phá nó hụ em câu nói này của thảo khiến cho tú lặng yên còn thảo thì nói trong tuyệt vọng mất kiểm soát. Lời nói của Thảo, cô học trò cũng đồng thời đang là bạn gái của em trai, đang nói ra những lời khiến Tú cảm thấy thực nực cười. Thảo vừa nói vừa nứt nghẹn trong nước mắt, cô dường như đang đi vào tuyệt vọng. Thầy đẩy khăn giấy về phía cô, rồi nói giọng đầy trầm tư. Tôi không biết là em đang có chuyện gì, nhưng mà điều đó không phải để mang ra nói như vậy. Em hiểu ý thầy chứ? Em cảm thấy rất mệt mỏi, em muốn trở về nhà sống cuộc sống đơn giản bên này em thấy quá phức tạp bon chen và cái chết cũng có thể cận kề bất cứ lúc nào tú không hỏi thêm một điều gì khác thảo cũng cứ thế lặng yên mà ngồi khóc và cũng chẳng nói thêm điều gì cứ vậy tú ngồi lặng yên nghe thảo khóc mà không hề rời đi đến khi thảo lấy lại bình tĩnh cô thấy thầy đang ngồi ngủ gật thảo lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nhà khi thảo vừa đóng cửa thì tú mở mắt anh ta chỉnh lại kính rồi ánh mắt có vẻ đầy sát khí thảo vừa trở về thấy tuấn đang đứng ở cổng anh trai cũng từ viện đi về họ đang đứng nói chuyện với nhau tuấn thấy thảo về liền ôm lấy cô sao em không nói với anh tại sao không nói rằng có kẻ đang bắt nạt em thảo khẽ đẩy tuấn ra chúng ta không là gì của nhau cả anh không nên tham gia vào chuyện của em như vậy rất nguy hiểm sao lại không là gì cả anh đang là bạn trai của em đấy anh nhớ thỏa thuận của chúng ta không tất cả đều là sự trao đổi em làm bạn gái của anh một ngày anh trả tự do cho anh trai em em cũng có thể nhân số ngày đó lên như anh muốn nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là thỏa thuận không phải là tình yêu hơn nữa anh là người rất giàu có vì thế đàn bà sẽ không thiếu em sẽ lo được chuyện gia đình em lo được em có biết bọn chúng đáng sợ như thế nào không hả? Anh hay bọn họ cũng đều như nhau cả. Mục đích của anh ngay từ đầu cũng chỉ là muốn treo đùa chiếm lấy thể xác của em thôi. Anh về đi, em đã quá mệt mỏi. Thảo vào trong nhà đóng cửa, cô ưu miệng, cố nín khóc. Tuấn bên ngoài nắm chặt tay, anh ta gọi người tới xử lý đám người Trung Quốc. Tới quán bà, Tuấn dập điếu thuốc rồi cho người chém hết những kẻ bảo kê trong quán khách chạy tán loạn Tuấn chỉ kêu trời nói Thằng mặt chuột là thằng nào? Quản lý đi ra ruồn ruồn Quỳ xuống với tay Tuấn Xin hãy giờ cào đánh khẽ Chúng tôi vẫn đang nghiêm túc Chưa hề động chạm đến hồi tối thượng Thằng mặt chuột là thằng nào? Tao hỏi như vậy Đấy là sếp của chúng tôi Vừa mới ra ngoài Mẹ kíp, Gọi nó về đây Tôi đã báo Tuấn đang ngồi chờ thì điện thoại của bố anh ta gọi tới. Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Sao lại cho người đến quán? Hội tam hoàng chém linh tinh như vậy. Mày có điên không hả con? Con có chuyện mới đến đây. Bố không cần phải can thiệp. Mày về đây ngay. Đừng có để tao cho người đến tốn về. Mày giết hết người của chúng nó. Thì lại đau đầu anh trai mày đấy. Con làm con chịu. Chúng nó là cái thá gì chứ? Định hiếp người yêu của con. Bố hiểu không? Đàn bà nhiều vô kể Không đứa này thì đứa khác Tao cho mày 5 phút rút quân Không thì đừng trách bố Bố, bố Bố Tuấn cướp máy Anh ta như điền Quát lên các đệ Rút Sáng sớm Ông chủ của hội Tam Hoàng đã tới Mỹ Ông ta tá vào mặt thằng chuột Gã định có ý với Thảo Mày rốt cuộc Đã làm cái quái gì Mà dây vào chúng hả Ở đất Mỹ này hội Tam Hoàng của mày có bằng chúng nó không? Cậu à, cháu thầy là cháu không làm gì cả, không liên quan gì đến họ cả. Làm ăn, cháu cũng chỉ dám làm ba phần, còn họ ăn bảy phần. Thì muốn thế nào nữa? Bây giờ chúng công khai giết chóc người của chúng ta. Không lẽ hồi để yên? Không yên thì mày làm gì? Hay là mày thay tao đi gặp ông chủ của chúng nó mà nói chuyện đi? Là ông kẻ. Cái này... Nói tới ông kẻ thì gã liền sợ và ái ngại. Thế mà bây giờ Tao phải đi gặp đây Chuyện hôm nay mày suy nghĩ kỹ xem Rốt cuộc đã làm cái gì ảnh hưởng đến chúng Nếu tao không đi Thì chúng mày ở đất Mỹ này Cũng chỉ có nước chết Tại vườn hoa nhiệt đới Một nơi mà cây cỏ xanh tốt Chim và bướm đùa nhau bay lượn Cũng là nơi mà ông chủ của hội tam hoàng Tới gặp ông kẻ Ông ta bước vào Thấy ông kẻ trong chiếc mặt nạ lưới Đang đứng cắt hoa Ông ta cười có vẻ đòn đã Xin chào ông kẻ tôi lần đầu được gặp ông bông hoa màu đỏ được đặt lên khay do helen đang cầm ông kẻ lao tay và quay lại mời rất lấy làm vinh hạnh được đón tiếp xin mời ngồi bên ngoài đang lạnh như vậy mà ở đây lại có cả một vườn nhiệt đới bằng kính thực sự rất công phụ và đầu tư ngài đã quá khen trà chỗ chúng tôi có lẽ không được ngon bằng trà bên trung quốc nhưng mà cũng xin mời dùng Khách sáo quá, được ông kẻ của hội tối thượng pha trà mời tôi thật vinh dự. Xin mời. Cả hai đều nhấp trà uống, ánh mắt người đàn ông nhìn ông kẻ có vẻ dò xét. Chuyện đêm qua khiến tôi ngay lập tức phải tới đây trong đêm, để xem rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Người của tôi chắc chắn không phải là kẻ điên, đi vào chỗ như vậy chém giết người khác, chắc hẳn là có lý do nào đó. Ông kẻ đáp tôi có thể biết lý do được không ông kẻ cười lớn rồi đặt ly trà xuống đừng căng thẳng như vậy chứ uống trà đi tại lâu đài người cha điều tra ra thần thế của thảo rồi nói với tuấn cô gái đó tốt nhưng mà không phù hợp với con con thấy hợp là được nó có thích mày hay không mà ở đây cãi ngang hàng với bố như vậy đúng lúc đó ông kẻ đi vào người cha vội hỏi bên đó nói gì thế con đã giải quyết xong thưa cha vậy là cha yên tâm tuấn con phải kết hôn với con gái chủ tịch ca bố nói một là một con không cưới tuấn quay đi cậu ta giận cha như một đứa trẻ thảo vẫn đến trường như bình thường đi trên hành lang cô và thầy vô tình đối diện nhau thảo ngần ngại cúi đầu chào rồi bỏ chạy thấy tú cũng bước đi thẳng mà không hề do dự Trần Sao Mai đứng ở đó nhìn Thảo, đầy vẻ ganh ghét. Cô ta lầm bầm. Còn nhỏ đó, ánh mắt đưa tình rõ ràng thấy ghét. Ông chủ hội tam hoàng đưa cho chuột bông hoa đỏ mà ông kệ đã tặng. Ông ta nói, tặng cái này cho cháu và chị nói, nếu cháu đi ra khỏi nhà 9 giờ tối nay, thì bông hoa này cháu sẽ phải ăn hết. Cậu à, cứu cháu với, hoa này cậu có biết là hoa gì không? Là hoa khúc tử Ăn vào ruột gan sẽ cắt thành khúc Chứng tỏ cháu đã làm gì đó Tối nay Mày có hẹn với ai sau 9 giờ Cháu chỉ có hẹn với gái thôi cậu ạ à. Hủy hết đi Còn gì nữa Dạ vâng Cháu dám đi nữa Mày cậu đã cứu cháu Để xem mày sống hết tối nay không đã Tao nghe nói ông kệ đó muốn ai chết Thì cách nửa trái đất Hắn cũng có thể khiến cho người đó chết nếu như mày không hiểu Đã làm chuyện gì mà để bên đó như vậy Ông ta đã ra mặt luôn rồi đấy Cậu ơi cứu cháu với Tối hôm đó Thảo chuẩn bị đi Cô mặc quần bò áo khoác dáng dài rồi đi ra Anh Thảo bị nhốt trong phòng Cậu ta kêu Mày thả anh ra Không được đi Thảo Chúng nó mất dạy lắm Thảo ơi anh có lỗi với em Anh xin lỗi em Thảo tới khách sạn Lên đúng phòng mà hắn đã hẹn lấy hết can đảm cô bấm chuông người ra mở lại là thầy tú khiến cho thảo rất ngạc nhiên thầy sao thầy lại ở đây còn em tại sao lại tới đây dạ em có hẹn tại khách sạn chắc là do em nhầm phòng em xin phép tú tóm tay thảo giật lại em hẹn với bạn trai ở đây sao không phải việc của thầy tại sao lại không phải việc của tôi tôi là thầy của em là thầy thì có thể ngăn cản em có bạn trai sao? Nói tới đây thì Tú lầm lì nhìn Thảo qua cặp kính. Em là một đứa con gái hư hỏng. Tú đẩy Thảo ra khỏi phòng. Thảo buồn bà kéo mũ đội lên đầu. Cô buồn rầu rời đi. Nhìn điện thoại không ai gọi. Có lẽ gã kia có chuyện gì đó. Thảo xuống sảnh. Cô đỡ hộ người lao công. Làm rơi đồ nên bẩn tay. liền vào trong nhà vệ sinh. Khi trở ra cô thấy Tú đi xuống dưới nói chuyện với một người phụ nữ đã cứu cô. Helen, người lái xe đi xuống mở cửa cho Tú, lại là người đã ra tay với gã tôm tại nhà hàng. Thấy Tú rốt cuộc có liên quan gì đó đến họ, hôm đó thầy cũng có ở đó. Tú vừa bước lên xe, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, Helen biết rõ boss của mình đang cố tình để cho Thảo thấy. Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất, Tuấn gặp cô gái con nhà chủ tịch ca, cô ta mới gặp nhưng mà có vẻ rất thích Tuấn. Anh có vẻ không thích em Ừ, mới gặp sao có thể thích chứ Còn em thì mới gặp anh đã cảm thấy thích rồi đấy Lời nói vô tư của cô gái Khiến cho Tuấn băng khoăn Anh ta gọi cho Thảo Em có thích anh không? Tất nhiên là không Vậy sao? Vậy anh sẽ phải lấy vợ đấy Nếu hôm nay em không giữ chân anh Anh sẽ phải đi cưới vợ Vậy thì em chúc anh hạnh phúc cưới mời em thì em nhất định sẽ đến. Em thật là vô tâm. Tuấn cướp máy, Thảo cười nhẹ sau khi cướp máy rồi nói khẽ. Em chúc anh hạnh phúc, anh xứng đáng với những cô gái giàu có và xinh đẹp. Thảo mỉm cười rồi quay lại nghĩ tới tú Cô cảm thấy rợn tóc gáy khi nghĩ đến thầy mình có liên quan đến cô gái tốt vàng và gã giết người không ghê tay dị hợm kia. Tú ở nhà nhận được tin Tuấn sẽ kết hôn vào ngay cuối tuần này, anh ta lầm lì, tay nâng ly rượu. Anh trai của Thảo đăng ký vào trại cai nghiệm 3 tháng. Thảo tiễn anh trai vào trại, mà trong lòng nặng trĩu. Trước khi anh vào, cô nói. Sau khi anh ra trại, em sẽ cùng anh đi về nước. Đang học dở, về làm sao mà được. Như vậy thì không được đâu. Em học trong nước được mà, ở đây phức tạp quá. Cũng đúng, không biết cả Trung Quốc kia quay lại tìm em lúc nào nên cứ chuyển chỗ đi nhé. Dạ vâng, anh cải tạo tốt nhé, còn về nhà nữa. Ừ, anh em ta sẽ về nhà. Thảo vẫy tay tạm biệt anh trai. Cô thở dài rồi tới trường. Kể từ hôm qua, cô cảm thấy Tú có gì đó rất bí ẩn. Thế nên cô quyết định tránh xa để đỡ phải suy nghĩ. Mọi lần tan trường, Thảo đều chơi thầy, nhưng lần này cô đi thẳng. Thầy Tú biết Thảo đang khác ý, nên anh ta cười nhếch môi. Dũng đèo Thảo về rồi cứ nhắc mãi về chuyện khiến Thảo suýt bị cưỡng hiếp. Tớ ấy nãy lắm, có lẽ tớ không phải là một người bạn tốt. Được rồi đấy, cậu nói nữa là tớ nghỉ chơi. Có ai muốn thế đâu, cậu tốt mà, tớ không nghĩ gì đâu. Tớ làm bạn trai của Thảo được không? Vẫn đang là bạn trai mà không phải bạn nữ. Ý tớ là... Tớ vào rồi, bye bye Dũng nha. Dũng biết Thảo đang né tránh Tại căn phòng riêng của ông kẹ ở lâu đài Loại ma túy mới được đặt lên bàn Anh ta đưa lên miệng rồi ném thử Lông mày nhíu lại Bán thử 15 ngày miễn phí Dạ vâng, đã ổn rồi đúng không ạ? À? Tạm ổn, nếu thuận lợi thì bên kia muốn đặt số lượng lớn Dạ vâng, hy vọng là họ sẽ ưng Ken đặt lên bàn về mảnh đất mà họ đấu thầu được Thưa ngài đúng như dự đoán mảnh đất mà chúng ta đấu thầu hiện đang được trả gấp năm bán bán ạ à? tất nhiên rồi ta là dân làm ăn lãi là bán dạ vâng tôi sẽ đi sắp xếp ngay tuấn bước vào nói giọng ngại ngùng em sắp cưới nên công việc tạm thời em xin nghỉ 10 ngày anh cho chú nghỉ hẳn một tháng vợ mới phải chăm sóc tốt dù sao thì đây cũng là cuộc hôn nhân bị ép em cũng không muốn vậy thì em muốn gì anh nhớ cô gái em đưa về cũng là học trò của anh không em thích cô ấy nhưng mà không đến được với nhau cô ấy không thích em em đành buông vậy sao ở lớp thảo là cô gái rất năng động được mọi người quý mến trong đó có anh lời nói của tú khiến cho tuấn sững sợ dù biết tú đang nói đùa nhưng mà đây là lần đầu tiên tú nhắc đến một cô gái trước mặt tuấn Dạ vâng, Thảo là người rất thật thà Vậy em xin phép Tuấn quay trở ra Anh ta lo lắng cho Thảo liền gọi điện thoại cho cô Nhưng cô không nghe máy Anh ta biết sự thật là anh trai mình đã để ý đến Thảo Điều này sẽ khiến cho cô nguy hiểm Trong phòng làm việc của Tú Anh cầm con quay Xoay trên bàn Anh ta xoay trên tấm ảnh của Thảo Và cười cợt như một kẻ bệnh hoạn Tại nhà gá chùa của hội Tam Hoàng Gái đã tự ăn hết bông hoa khúc tử và chết ngay giữa sàn người cậu đi tới vuốt mặt cháu hắn rốt cuộc hắn không tha cho ai hết thảo đang ngồi học cô thấy chủ nhà gọi điện và nói không cho thuê nữa đòi cô rời đi ngay trong đêm bà ta cho người ném đồ đạc của thảo ra đường cô ấm ức mà không làm được gì cả tiền ít ỏi đưa cho anh trai vào viện hôm nọ cô không còn tiền đang sống cực kỳ tiết kiệm ngày nào cũng chỉ ăn mì tôm và đang cố làm việc. Xách vali ra công viên, đúng lúc gặp thầy tú đang chạy thể dục qua. Cô né tránh thì anh ta dừng lại. Giờ này muộn rồi sao em còn ở đây? Chủ nhà đã đuổi em đi. Bây giờ cũng muộn rồi, thầy đưa em ra khách sạn nhé. Dạ tôi, em không có tiền. Ngày mai em tính sau, cảm ơn thầy. Thảo quay đi, thầy tú giật vali rồi xách đi thầy sẽ sang nhà bạn ngủ đêm nay nên cứ tạm thời ngủ ở nhà thầy đi dạ thôi em thảo lưỡng lự thì đúng lúc cô nhận được điện thoại của tuấn sao giờ mới nghe máy thế mấy em để yên lặng nên không để ý tránh xa thầy giáo của em ra anh nói thật đấy không được đến gần sao đột nhiên lại nói như vậy anh bảo tránh xa ra hắn có ý em đấy tránh xa ra là tốt nhất đừng đến gần này anh thôi đi được không Sắp cưới vợ rồi đừng có linh ta linh tinh nữa Làm sao anh biết thầy của em là người như thế nào Thực ra Anh ấy chính là anh trai của anh Là anh ruột của anh Thảo lúc này buông thỏng hai tay Cô thấy thầy đang nhìn chầm chầm Bên kia Thảo vội vàng tắt máy Thầy à Có khi em đến chỗ bạn em được rồi Em xin phép thầy Thảo ánh mắt tràn đầy lo lắng Tú tóm tay Thảo em không được đi đâu cả em không được phép rời khỏi tầm mắt của thầy thầy không cho phép điều đó xảy ra em phải về anh trai của em anh trai của em đã đi trại em chưa hề nói với thầy rằng anh trai của em đi trại tại sao thầy lại biết được nói tới đây thì thảo giật mạnh tay thầy tú nhưng mà không giật được anh ta giữ rất chặt tôi hôm nay sẽ thực hiện lời đề nghị của em hôm trước không hôm đó là em say nếu mới xin thầy như vậy Xin hãy coi như chưa nghe gì hết Rất tiếc Tôi nghe rất rõ ràng Và tôi rất ít khi từ chối đề nghị từ phái nữ Thảo cố giật tay ra Cô cấu lên Thầy muốn gì hả Tôi cứ nghĩ thầy đàng hoàng Nhưng có vẻ sự bỉ ổi của thầy còn kinh khủng hơn những kẻ khác Tú nhét môi cười mỉa mai Tôi chỉ cho em hai lựa chọn duy nhất Và tôi sẽ không nhắc lại Thứ nhất Chúng ta bên nhau khi nào tôi chán sẽ tự động để em đi. Thứ hai, ngày mai nhận giấy báo tự của anh mình đi. Em hãy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Tú rút tay Thảo thật mạnh. Cô run bần bật nhưng vẫn cố tác mạnh vào mặt Tú rồi bật khóc. Tại sao lại là tôi? Tôi xin lỗi nếu đã trêu thầy quá đáng. Nhưng tôi chỉ muốn được sống cuộc sống bình yên. Bình yên sống qua ngày có được không? Câu trả lời của tôi là không được hãy là người đàn bà của tôi Em sẽ có tất cả những thứ em muốn Và ngược lại em sẽ mất tất cả nếu như em từ chối Tuấn gõ cửa cầu xin mẹ anh ta Bà ngồi lặng yên bên trong Mẹ, cô xin mẹ Cô ấy không thể nào được đâu Thảo hiền lành chất phát Mẹ ơi, hãy cứu cô ấy Mẹ rất tiếc Nếu cô gái mà anh con chọn Thì mẹ không thể có quyền tham gia Tại vì con đã đưa nó về đây anh ấy là thầy của thảo mà mẹ mẹ hãy cứu cuộc đời của cô ấy cô ấy còn quá trẻ phải quá trẻ để làm người đàn bà của một ông kẻ khét tiếng ta rất tiếc anh con đã chọn thì cô ấy không thể thoát mẹ xin mẹ hãy cứu cô ấy đi anh ấy chỉ cần một lần sẽ giết mẹ biết điều đó mà mẹ cứu thảo với bà mẹ nhìn ra bên ngoài con trai bà ta từ trước tới nay luôn ngủ với cô gái nào đó, xong đều sát hại họ. Thảo đi lên phòng thầy, cô như người vô hồn cởi bỏ đồ, thầy Tú cười nhẹ. Em có vẻ vội. Làm đi, rồi tha cho cuộc đời của tôi. Tú nâng ly rượu lên, nụ cười đầy man rợ. Thảo, cô gái mới chập chững bước sang nước ngoài du học, đã phải gặp vô vàng những khó khăn cô có đôi lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Thế nhưng, cuộc đời cô còn tuyệt vọng hơn khi đang rẽ sang cuộc đời mới. Cuộc đời có ông kẻ, một kẻ mang danh tội ác trong giới xã hội đen. Thảo với bàn tay run rẩy dùng tay chè lấy, thị xác mình, cô mặc bộ đồ lót, rẻ tiền đã cũ. Còn Tú, anh ta đưa cho Thảo ly rượu, rồi vẫy. Lại đây. Thảo rón rén đi ra, Tú vỗ lên đùi anh ta, Cô không ngồi thì anh ta kéo Tôi không muốn Không muốn gì Thầy tự hiểu Tôi không ngờ thầy lại là lạ người như thế Hãy nghĩ đến việc tôi đã từng cứu thầy mà buông tha cho tôi Nếu để nói cứu Thì tôi cứu em nhiều hơn đấy Tú khẽ nâng cầm của Thảo lên Cô gạt tay ra Tôi không cần thầy cứu tôi Cuốc, cuốc ra khỏi đây Tôi đang rất kiềm chế rồi đấy tú chỉ thẳng ra ngoài cửa thảo đứng dậy mặc vội đồ cô định bước ra cửa rồi nhớ lại lời thầy tú nói về anh trai cô cô sợ anh trai cô sẽ bị ảnh hưởng thảo liền dừng lại rốt cuộc thầy là ai là ai không quan trọng tôi hỏi là em có muốn ở lại bên tôi hay không chỉ cần có hoặc không thảo không dám bước chân ra khỏi cửa vì cô biết người thầy đang đứng trước mặt mình anh ta nói là sẽ làm Cô lặng lẽ cởi hết đồ ra Rồi lên giường nằm Thảo nắm tay, nhắm chặt mắt Cô run bần bật Thế nhưng Tú lại rời đi đóng cửa Cô khóc lớn, cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình Bước xuống dưới Tú leo lên xe đeo chiếc mặt nạ Anh ta trở thành ông kẹ với gương mặt lầm lì Đi thẳng ra sân bay Ken liền hỏi Hôm lễ cuối tuần này đã diễn ra, cậu Tuấn có nhắn là rất mong sự có mặt của ngài. Tôi sẽ tới. Dạ vâng, chuyến đi Hy Lạp lần này bên đó đã chuẩn bị rất kỹ để đón tiếp ngài. Ông kẻ trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ của máy bay, máy bay chuyên dụng của riêng anh ta, một chiếc máy bay màu đen đầy nổi bật tại sân bay. Thảo hôm sau liền tới trại thăm anh trai. Anh ta nói Anh hôm qua nhận được đặc cách, chỉ phải đi làm việc như nhổ cỏ thôi, còn không phải làm nặng nữa. Em có đút lót gì cho họ không vậy? Em không, em làm gì có tiền cơ chứ Ờ, thế mà ở đây Ai cũng bảo có tiền mới được làm việc nhẹ Mấy gã quản giáo ở đây Cũng rất tốt với anh, không như lúc đầu Thảo nghĩ ngay tới thầy Tú Cô liền hiểu ra vấn đề Anh cố tập trung Ca cho tốt Em ở bên ngoài chờ anh về Rồi anh em chúng ta rời khỏi đây Em ở ngoài đó sống có tốt không vậy? Rất tốt anh à, em sống rất tốt nói đến đây thảo ứa nước mắt cô không kìm được cảm xúc trong lòng mình rời khỏi đó cô gặp tuấn đang đứng trước cổng trường thảo buồn bã ngẩng lên nhìn cả hai ra quán cà phê nói chuyện em ổn là anh vui rồi anh sẽ giúp em thoát khỏi đây liệu có được không nói tới đây thì tuấn ngập ngừng anh ta mắt đỏ lên anh xin lỗi đã để em lọt vào mắt của anh ấy anh trai của anh thực sự rất đáng sợ anh muốn bảo vệ em khỏi anh ấy Em không sao đâu Anh không cần xin lỗi Dù sao thì 3 tháng nữa anh trai em ra trại Em sẽ rời khỏi đây Trong 3 tháng đó em chấp nhận ở bên thầy Tú Em còn lựa chọn nào khác chứ Anh sẽ cầu xin anh ấy Anh tin là anh làm được Anh trai của anh không chỉ đơn thuần là một thầy giáo bình thường Còn có rất nhiều thứ khó để nói với em Em không sợ Dù sao thì anh không cần cảm thấy có lỗi Anh là người tốt lời nói cuối cùng của thảo cô rời đi khiến cho tuấn ngồi như chết lặng trong quán cà phê anh ta cảm thấy bất lực khi nhìn thấy bóng lưng của thảo khuất đi tại hy lạp các cô gái với vòng eo lý tưởng nhảy múa trong cuộc gặp mặt của ông kẹ và tay trùm ma túy tại hy lạp ông kẹ qua tầng đây nói chuyện chúng tôi sẽ tiếp nhận bán loại mà ông đã nói tôi tin đó là hàng ngon yên tâm Chính là hàng thượng hạng Một cô gái đẹp như viên ngọc sáng bước ra, ông Trầm giới thiệu. Đây là quà mà tôi mời ngài thưởng thức, hoa hậu đẹp nhất năm nay của chúng tôi, nguyên vẹn, dành tặng cho ngài. Ông kẻ mỉm cười chạm nhẹ vào cốc của ông Trầm. Tới khi ra phòng riêng, cô gái cởi áo cho ông kẻ rồi nhìn thấy vết sẹo chéo sau lưng, cô ta khẽ hôn lên nó. Em xin được phục vụ ngài đêm nay cô tên gì em tên là anna anna cô cởi bỏ đồ xuống cùng với ông kẻ tắm khẽ cúi xuống muốt mát cậu nhỏ của ông ta ông bế cô ta lên rồi quan hệ không hề bỏ chiếc mặt nạ ra ngài bỏ cái này ra được không được ông kẻ cởi bỏ ra rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí ngài rất đẹp trai cô vừa vuốt má tú anh ta cười nhẹ Đến khi xong việc, Tú dùng con dao bấm cửa xoẹt qua cổ cô ta. Cô gái dãy dụa, máu phun ra. Tú đứng dậy đạp cô gái xuống hồ bơi. Cô ta chết không nhắm mắt. Còn anh ta lặng lẽ mặc đồ rồi đeo lại chiếc mặt nạ. Thảo mới thấy anh trai bị cứa cổ. Cô bật dậy thở hổn hển Nhìn bức ảnh ở cuối giường là ảnh của Tú. Một bức vẽ khuôn mặt anh ta, một nửa trắng, một nửa đen. Cô lặng lẽ đi ra tủ, lấy nước uống. Kể từ ngày đó cô vẫn ở lại nhà thầy Tú Và cô biết anh ta vẫn đang theo dõi cô trong mọi hoạt động Mọi lúc, mọi nơi Cô lại lặng lẽ đi ra học Vùi đầu vào sách vở Nhìn trên bàn bộ đồ lót mới vẫn còn nguyên Cô thở dài lo lắng Cứ mỗi ngày lại có người mang đồ lót và áo choàng ngủ Nhiều mẫu mới tới Thế nhưng cô vẫn để nguyên và không hề động tới Cô vẫn chỉ mặc nguyên đồ của cô Ngày hôm lễ của Tuấn diễn ra Tại lâu đài, ngập tràn hoa cưới linh đỉnh, Thảo vừa tan học về thì Dũng chặn đường. Tại sao cậu lại né tránh mình nửa tháng đây? Tới đâu có né, chỉ là đi về cùng nhau không tiện. Tại sao không tiện? Chúng ta có gì khúc mắc đầu cơ chứ? Hay là Thảo ghét mình? Đâu có chuyện đó đâu. Vậy thì để mình đi Thảo về, đã hết xe buýt rồi mà. Vậy thì phiền Dũng. Dũng chở Thảo về đến cầu công viên thì Thảo kêu dừng lại. Sao vậy? Tớ đi bộ được rồi, Dũng về đi. Mai là sinh nhật của Dũng thì Thảo đến nhé. Túi mận này ngon lắm, mua cho Thảo đi. Ừ, tớ sẽ đến, tớ thích mận lắm, cảm ơn cậu. Hứa nha. Ok, tớ hứa. Thảo mỉm cười rồi quay lưng trở lên trên. Cô vừa mở cửa ra thấy Tú, cô giật mình rơi cả túi mận xuống đất. Tú nhếch hàng lông mày. Sao thấy tôi lại có vẻ giật mình như vậy? thảo cúi xuống nhặt mận tôi không biết thầy về tú đi ra nhặt mận cùng với thảo vô tình cả hai đều nhặt chung một quả tú cầm vào tay thảo cô liền co tay lại vẫn căng nhĩ lời nói mỉa mai của tú khiến cho thảo cảm thấy rất ngần ngại thầy muốn ăn gì để tôi chuẩn bị bữa tối tôi muốn ăn em có được không thảo bối rối thái vội cà chua cô bập dao vào tay máu chảy ra Thảo đang loay hoay tìm giấy Thì Tú cầm tay cô Anh ta đưa ngón tay chảy máu lên miệng mút Ánh mắt nhìn Thảo lừ lừ Khiến cô cảm thấy rất căng thẳng Để tôi băng lại được rồi Đi tắm luôn đi Đồ ăn để tôi làm cho Thảo vội vào trong toilet Cô thấy bộ đồ lót màu đỏ Đặt trên bàn rửa mặt kèm với dòng chữ Mặc nó đi Tôi muốn thấy em mặc nó Ký tên Tú Thảo ôm miệng sợ hãi, cô sợ phải đối diện với kẻ bí ẩn và bền hoạn đáng sợ như tú. Thảo thức thần, lo lắng. Đêm này, liệu có phải làm sao? Chỉ là vì anh ta có quyền, có tiền, mà lại có thể điều khiển được những người thấp cổ bé hồng như Thảo, một cô sinh viên trần chất, chưa hề va chạm sự đời. Thảo cầm trên tay bộ áo ngủ, tay cô run rẩy. Thảo bật nước lên, cô bước vào bồn tắm, rồi lấy con dao mà cô đã chuẩn bị sẵn. Cô thầm nghĩ, chỉ cần mình chết đi, anh ta sẽ không bị ảnh hưởng. Mình cũng sẽ giữ nguyên bản thân không bị nhơ nhớp, một kết cục, đẹp trọn vẹn cho tất cả. Thảo cứ vào tay rồi mặc nguyên bộ đồ còn đi học, ngồi vào bồn tắm. Máu hòa cùng với nước, chảy lan ra rất nhanh, khiến nước trắng biến thành màu đỏ. Thảo mỉm cười nhắm mắt, cô nghĩ đến những tháng ngày được vui đùa bên bạn bè ở quê, vô lo vô nghĩ. Tú nhìn đồng hồ thấy Thảo tắm đã rất lâu, anh ta tiến đến gần cửa nhà tắm, thấy nước màu đỏ chảy ra, ướt sũng cả thảm trải sàn, anh ta quát và đập cửa. Mở cửa ra, Thảo, có nghe tôi nói không? Mở cửa ra. Tú điền lên, anh ta đạp liên tục vào cửa rồi đi tìm chìa khóa. Vừa mở cửa, nhà tắm thấy nước đỏ, lên láng, Thảo ngồi trong bồn tắm với đôi mắt tái nhợt Tú vỗ liên tục vào mặt cô. Tỉnh ngay cho tôi. Cô không được phép chết khốn kiếp. Tú bé Thảo vội đi. Cô vẫn chảy máu ướt hết cả áo của tú. Tú đưa vội tới bệnh viện, bệnh viện riêng của hội tối thượng. Các bác sĩ vất vả cấp cứu và truyền máu cho Thảo. Cô nhanh chóng được cứu kịp thời. Tú ngồi bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Anh ta ngồi hút thuốc rồi cười như kẻ điên khi hay lệnh báo. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm thưa Boss Tốt Bằng mọi cách khiến cho cô ta khỏe lại thật nhanh Helen định nói gì đó rồi lại ngập ngừng Cô đi vào nhìn Thảo đang nằm trên giường với gương mặt xanh xao. Cô khẽ ngồi bên cạnh Thảo rồi kéo chăn lên cho cô Ánh mắt Helen đầy vẻ cảm thông Hôn lễ của Tuấn diễn ra, chú rể gương mặt như đang cố gắng gượng đón tiếp quan khách. Mẹ cậu ta nói khẽ. Nay là ngày trọng đại của con Mà sao gương mặt như thế kia Thì con sao được chứ Con cảm thấy trong lòng có rất nhiều dây dứt Lấy vợ xong Con muốn chơi thế nào thì chơi Vẫn vậy mẹ sẽ không ngăn cản con đâu Con đã chán trời bời Con muốn nghiêm túc để yêu một cô gái Đúng lúc này thì ông kẹ Từ trên chiếc xe Lomoshin dài đi xuống Cùng với đám cận vệ Mọi con mắt đổ dồn về hướng ông kẹ Ông ta trong bộ vest màu đen lịch lãm bước tới chỗ Tuấn. Anh chúc chú luôn hạnh phúc. Em cảm ơn anh. Anh à, Thảo anh có thể... Khi nào anh xong việc có thể đừng sát hại cô ấy được không? Lời cầu xin này coi như là một món quà cưới mà anh dành cho em. Tập trung cho hôn lễ đi. Em thích cô ấy. Đã quá muộn rồi. Thích gì đó thì phải tiến tới nắm lấy nó. Một khi đã tuột mất thì rất khó để lấy lại. Ông kẻ khẽ cười rồi vỗ vai Tuấn. Tuấn hiểu rằng anh ta không thể nào mơ tưởng đến Thảo được nữa. Anh ta hối hận khi để cho Thảo hiểu lầm, ngay từ đầu, để rồi gây sự chú ý với Tú. Không lẽ diễn ra trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Ông kẻ cũng vỗ tay chúc mừng cho em trai. Đột nhiên phía bên dưới, hoàng khách có kẻ cầm rúng hét lên, rồi bắn về phía Tuấn. Mày phải chết. Vừa ra, Tại sao em lại bỏ anh theo nó Hắn vừa bắn về phía Tuấn Thì có rất nhiều phát súng Bắn về phía hắn Hắn cục chết tại chỗ Ông kè bật cười trước cảnh tượng đang nhốn nháo Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 2 của bộ truyện được viết Bởi tác giả Tống Thị Phương Anh Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi Diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày mai trên kênh độc truyện Chì Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.